Cao Thái Hà xin lỗi vì phát ngôn gây tranh cãi về cha ruột. Cao Thái Hà xin lỗi khán giả vì chia sẻ gây hiểu lầm theo hướng tiêu cực. Tôi xin chịu trách nhiệm về phát ngôn của mình, cô viết. Cao Thái Hà vừa đăng tải dòng trạng thái phản hồi về phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến việc muốn làm vợ của ba vào kiếp sau. Trước đó, khi xuất hiện trong một chương trình và nhắc về người cha quá cố, diễn viên Hậu Duệ Mặt Trời từng chia sẻ. Đến ngày ba sắp tắt thở, tôi cầm tay ba nói chuyện tỉnh queo rằng, ba ơi, chắc có lẽ kiếp trước con với ba là người yêu, chắc yêu dữ lắm nên kiếp này mới thương yêu nhau như vậy, nên kiếp sau mình lại tiếp tục yêu nhau nữa, còn mong kiếp sau mình đừng làm ba con nữa, mình làm vợ chồng đi. Tuy nhiên mới đây, phát ngôn của Cao Thái Hà vừa bị đào lại và vấp phải những phản hồi tiêu cực từ khán giả. Ngay lập tức, nữ diễn viên chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Theo Người Đẹp 9X, đoạn clip mà mọi người lan truyền là câu trả lời trong một chương trình được thực hiện cách đây một năm. Một talk show nhiều cảm xúc lại bị cố tình cắt ghép như vậy khiến mọi thứ bị xô lệch ý nghĩa và gây hiểu lầm, cô chia sẻ. Nữ diễn viên nói mọi người có thể nghĩ rằng cô suy nghĩ lệch lạc và có quyền đánh giá cô vì đó là quan điểm của mỗi người. Nhưng ngay lúc kể lại câu chuyện đó, Cao Thái Hà cũng đang cố gắng gồng mình lên để mạnh mẽ khi nói về nỗi đau của bản thân. Cảm ơn những bạn fan và khán giả đã hiểu Hà và xin lỗi những khán giả vì phát ngôn của Hà gây hiểu lầm theo hướng tiêu cực. Hà xin chịu trách nhiệm về phát ngôn của mình. Qua đây Hà xin rút kinh nghiệm sâu sắc, người đẹp viết. Đồng thời Cao Thái Hà khẳng định đây là chia sẻ duy nhất của cô về phát ngôn gây tranh cãi này. Xin phép Hà không có bất cứ trả lời nào nữa, cô chia sẻ. Trước đó vào thời điểm video của Cao Thái Hà được đăng tải đã tạo nên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Một số ý kiến không đồng tình, cho rằng nữ diễn viên nói như vậy là lệch lạc, loạn luân. Đồng thời, một bộ phận cư dân mạng khuyên người đẹp 9X nên suy nghĩ kỹ trước khi phát ngôn vì là người của công chúng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực, cho rằng lời tâm sự của Cao Thái Hà xuất phát từ tình thương mà cô dành cho người cha quá cố và mong khán giả nên suy nghĩ theo hướng tích cực hơn. Một số bình luận dưới bài xin lỗi của Cao Thái Hà, mình là người của công chúng tất nhiên là làm dâu trăm họ, phát ngôn phải chuẩn mực đạo đức và phù hợp với thuần phong mỹ tục. Người ta có thể thần tượng em và tôn trọng em, nhưng chỉ cần một hành động hay một lần phát ngôn lạch chuẩn là đánh đổi rất nhiều. Mong em rút kinh nghiệm, lắng nghe thấu hiểu. Nên suy nghĩ trước khi nói, không thể đổ lỗi cho việc dùng câu từ không đúng khiến mọi người hiểu lầm được. Em là một diễn viên giỏi, chị không đòi hỏi em phải là một nhà biện luận, một diễn giả hay một MC khéo nói. Cho nên em hãy xem như đây là một kinh nghiệm, một bài học khi giao lưu để về sau làm tốt hơn. Chị hiểu ý em ngưỡng mộ cha, cũng không ít người cha đầy đức tính tốt được con gái ngưỡng mộ. Cho nên chị không trách em mà động viên em, những ý kiến khác để lại.